Đêm qua theo giờ Việt Nam, hãng điện tử khổng lồ Apple đã chính thức công bố các dòng sản phẩm mới của mình trong năm 2016. Đây là một trong những sự kiện được giới công nghệ và những tín đồ của quả táo chờ đợi nhất trong năm. Vậy những sản phẩm mới cụ thể được giới thiệu như thế nào và phản ứng của dư luận ra sao? Các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại California của Mỹ thông tin chi tiết. Ngoài đồng hồ Apple Watch thế hệ thứ hai với tính năng chống thấm nước, sản phẩm được trông đợi của hãng Apple là chiếc iPhone 7. Một trong 10 tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này là chiếc camera chụp ảnh chính có độ phân giải lên tới 12 megapixel. Dòng iPhone 7 Plus được trang bị thêm ống kính 56mm có thể zoom cận đến vật chụp ở xa với chất lượng hình ảnh cao gấp 4 lần so với iPhone 6 Plus. Hệ thống camera này còn cho phép tạo ra những tấm ảnh chân dung làm mờ hậu cảnh tương tự như chụp bằng các loại máy ảnh chuyên nghiệp. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là chiếc camera. Cả hai chiếc điện thoại đều được trang bị máy ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết kế camera kép cũng rất ấn tượng, nhất là việc trang bị một ống kính zoom quang học trên một chiếc điện thoại thông minh là điều chưa từng có. Tôi chắc chắn tính năng này sẽ rất hấp dẫn. Cả hai dòng sản phẩm iPhone được giới thiệu lần này đều không còn rắc cắm tai nghe tròn truyền thống mà cắm chung qua cổng sạc Lightning. Đây là bước mở đường cho dòng tai nghe không dây Apple AirPods cũng được giới thiệu lần này. Một nâng cấp cũng rất đáng chú ý đối với dòng sản phẩm iPhone 7 chính là khả năng chống thấm nước và chống bám bụi. Nút Home chưa hoàn toàn biến mất như đồn đoán, song được trang bị tính năng cảm biến độ nhấn. Chiếc iPhone 7 sẽ được bán với giá $649 và giá iPhone 7 Plus là $769. Cả hai dòng sản phẩm iPhone mới này sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường từ tuần sau. Mặc dù có nhiều tính năng mới nổi bật, song dường như những sản phẩm mới được công bố ngày hôm nay vẫn không vượt qua khỏi những lời đồn đoán đã rò rỉ ra trước đó, thậm chí có những tính năng còn chưa được như mong đợi. Tuy nhiên thì với những tính năng mới của các dòng sản phẩm này thì những người hâm mộ trái táo cắn dở sẽ tiếp tục lại có những mục tiêu thay đổi mới. Lê Minh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại bang California, Hoa Kỳ.